đặt cược quá cao có thể khiến sự nghiệp của ông Zelensky bị đe dọa. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, tình hình tại khu vực Kursk vẫn tiếp tục nóng lên với nhiều diễn biến mới. Trong khi đó, người Nga đang tiến lên đều đạn tại vùng Donetsk và nhiều khả năng sẽ chiếm được Pokrov trong ngày mai. Đây sẽ là những diễn biến rất đáng chú ý trên chiến trường Đông Âu mà chúng ta cần phải phân tích. Và ngay sau đây, xin mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mục đích tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk là gì? Truyền thông Ukraine cho biết quân đội của họ đã chiếm được hai ngôi làng là Sverdikovo và Oleta. Đồng thời, khoảng hai trung đội Nga đang bị bao vây tại trạm kiểm soát Suza và Hona. Các nhóm tấn công của Kiev cũng đã tiến vào Gocharivka và vùng ngoại ô Suza. Cũng có nguồn tin cho rằng Ukraine đã xâm nhập sâu vào lãnh thổ vùng Kursk tới tận các làng Anastasievka và Kromsky Biki. Nơi đây cách nhà máy điện hạt nhân Kursk chỉ khoảng vài chục km. Nhưng chưa có video xác nhận về thông tin này. Nguồn tin nội bộ của Ukraine tại Bộ Tham mưu cũng cho biết, lực lượng Ukraine đã nhận được lệnh tiến tới nhà máy điện hạt nhân. Về phía Nga, kênh Orivuenko đưa tin rằng làng sút ra không nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Ukraine, nhưng mà họ thực sự đã chiếm được Golcha Ripka. Nga cũng được cho là đã điều quân dự bị đến khu vực Kursk và bắt đầu thành lập lực lượng cho cuộc phản công gần Suza. Về lý do tại sao lực lượng Ukraine có thể đột nhập vào lãnh thổ Nga, thì quân đội Ukraine đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh hàng chục lính biên phòng của Nga đầu hàng tại trạm kiểm soát xuất ra vào hôm 6 tháng 8. Đoạn video này cho thấy lính biên phòng của Nga đã phải dương cờ trắng đầu hàng trước đà tấn công như vũ bão của Kiev. Có thể là lính biên phòng đầu hàng đã tạo điều kiện cho Ukraine nhanh chóng tiến sâu vào lãnh thổ của Liên bang Nga. Điều này là trái ngược với hoàn cảnh vào tháng 3 tại vùng Belgorod. Lúc đó thì quân Nga đóng ở biên giới đã ở trong tình thế chủ động và đã không đầu hàng hay bỏ chạy. Hiện tại thì lực lượng Nga đã bắt đầu đẩy quân Ukraine ra khỏi một số khu định cư, bao gồm có Suzha và Korenevo, cũng như là các ngôi làng ở phía bắc khác. Trong khi đó, các cảnh quay cho thấy nhiều thiết bị của NATO, đặc biệt là xe chiến đấu bộ binh panther của Đức, bị phá hủy ở khu vực này. Hơn nữa thì Đức cũng đã tuyên bố rằng họ không phản đối việc Ukraine sử dụng những chiếc xe chiến đấu đó. Thực tế, chính quyền ông Biden đã ủng hộ các cuộc tấn công khi phát ngôn viên của Lầu Năm Góc là Sabrina Sai cho biết rằng Mỹ cho rằng tình hình hiện tại ở khu vực Kursk không đe dọa leo thang chiến tranh ở Ukraine và Kiev đang làm những gì cần làm để giành chiến thắng trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Pháp cũng nhận xét rằng cuộc tấn công của Ukraine tại Kursk đã có thành công bước đầu. Tờ Newsweek vào hôm 8 tháng 8 viết, Nga hiện tại đã mất quyền kiểm soát trạm đo khí rút ra, và trạm này là nguồn cung cấp khí đốt đến châu Âu. Tin tức này được đưa ra khiến cho giá cổ phiếu khí đốt ở châu Âu tiếp tục gia tăng có khá nhiều quan điểm nêu ra rằng mục tiêu thực sự của chính quyền Ukraine chính là đòn tấn công mới này. Một số nhà phân tích phương Tây thì cho rằng mục tiêu của Ukraine có thể là cắt đứt toàn bộ nguồn cung cấp khí đốt của Nga sang châu Âu. Tuy nhiên, nhận định này là thiếu cơ sở bởi vì để ngăn chặn tuyến vận chuyển khí đốt đó thì chính quyền Kiev chỉ cần đơn giản là ngắt van đường ống dẫn khí đi qua Ukraine là được. Trong khi đó, cố vấn văn phòng của Tổng thống Ukraine Mikhail Polodyak thì lại nêu ra một mục tiêu khác của Kiev. Đó là cuộc tấn công nhằm củng cố vị thế đàm phán của nước này. Ông ấy nói rằng việc Nga mất lãnh thổ, lực lượng và trang thiết bị sẽ có tác động tích cực đến cuộc đàm phán trong tương lai. Đồng thời, việc quân đội Ukraine tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga được cho là sẽ khiến cho công chúng Nga phải sợ hãi và thay đổi thái độ của họ đối với Tổng thống Putin. Cũng có quan điểm thì cho rằng Ukraine tấn công Cruz là để chiếm giữ một số lãnh thổ và coi đó như là một lá bài thương lượng tiềm năng trong các cuộc đàm phán trong tương lai với Nga. Thêm nữa, đoạn tập kích lần này cũng được cho là chiến thuật nghi binh nhằm làm giảm bớt áp lực lên hệ thống phòng thủ tại Danes. Nhưng mà đó dường như vẫn chưa phải là mục tiêu chính. Địa điểm quan trọng nhất mà Kiev muốn nhắm đến đó là nhà máy điện hạt nhân Kurs. Và nếu như thành công ở đây, thì nó sẽ là một phần thưởng đầy giá trị cho quân đội Ukraine. Thứ nhất, nó có thể giúp cho họ trao đổi với Nga để lấy lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia trong trường hợp bắt đầu đàm phán. Thứ hai, Kiev có thể gây áp lực với Moscow bằng cách đe dọa cho nổ tung nhà máy điện hạt nhân này. Kế hoạch tấn công nơi này cũng không hề viển vông, bởi vì từ vị trí biên giới của Ukraine đến nhà máy điện hạt nhân Krus thì chỉ có khoảng cách là 60 km. Trên thực tế, thì giới lãnh đạo Nga nhận thức rõ được mối đe dọa khi mà Ukraine tiếp quản nhà máy điện hạt nhân này, nếu như họ có đủ lực lượng để chấn giữ tại vị trí đó. Nói tóm lại, thì cuộc tấn công bây giờ của Kiev là để thuyết phục công chúng rằng Ukraine có thể giành được chiến thắng quân sự trước người Nga và do đó phương Tây nên dỡ bỏ mọi hạn chế đối với việc cung cấp và sử dụng vũ khí cho nước này. Tất nhiên, tất cả những tính toán này của Ukraine vẫn có thể sai, bởi vì việc phát động một cuộc tấn công thì dễ, nhưng mà để cầm cự được nó trên lãnh thổ của Nga thì đòi hỏi phải có một lực lượng binh sĩ đủ lớn và trang thiết bị đủ nhiều. Chưa kể đến thực tế đó là cuộc tấn công của quân đội Nga ở miền đông Ukraine vẫn đang được tiếp tục. Việc lựa chọn tấn công vào Kursk cũng là bởi vì khu vực này là tuyến phòng thủ yếu nhất không có nhiều quân và công sự phòng thủ giống như là tại vùng Begorod. Tuy nhiên, sớm hay muộn thì quân đội Nga cũng sẽ có thể tích lũy đủ lực lượng để ngăn chặn bước tiến của Ukraine. Hơn nữa, bởi vì lực lượng dự bị của Ukraine cũng không phải là dư giả, cho nên kế hoạch mở rộng mặt trận là một điều phi thực tế. Ngoài ra, cuộc tấn công vào Kursk cũng có thể phản tác dụng và trở thành một cơ hội để cho Điện Kremlin công bố một làn sóng huy động mới ở trong nước. Chưa rõ là cuộc tấn công vào Kursk sẽ đem lại hiệu quả PR cho chính quyền Kiev như thế nào. Nhưng tổn thất lớn đã được phía Nga công bố. Tổng cộng thì kể từ khi bắt đầu giao tranh ở hướng Kursk, tổn thất của binh sĩ Ukraine lên tới 660 binh sĩ, 82 xe bọc thép và xe tăng đã bị Nga phá hủy. Cho đến hiện tại thì Ukraine vẫn giữ im lặng về mục tiêu tấn công của mình. Nhưng mà giới quan sát nhận định, việc Kiev tung tới cả nghìn quân vào khu vực này là một vụ đặt cược rất cao, khiến cho sự nghiệp của tướng Shinsky có thể bị đe dọa. Báo cáo từ các bệnh viện tuyến đầu của Ukraine cũng cho thấy số lượng thương vong đang càng ngày càng gia tăng, Câu hỏi đặt ra lúc này đó là liệu Ukraine có khôn ngoan hay không khi đưa nhiều quân đến như vậy vào một điểm nóng mà chưa chắc là họ có khả năng giữ được nó giữa lúc tuyến phòng thủ tại Donbass đang ngày một mỏng dần. Năm bài học mà Nga cần phải rút ra từ cuộc tấn công âm thầm của Ukraine vào khu vực Kursk. Rõ ràng là cuộc tấn công này là một sự leo thang mà Ukraine rất cần thiết. Bất chấp tổn thất, họ đang tìm mọi cách để biến cuộc chiến giữa họ và Nga thành một cuộc chiến giữa NATO với Nga chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về kế hoạch của Kiev. Nhưng có một điều chắc chắn đó là, chừng nào lực lượng Ukraine còn ở trên lãnh thổ Nga, thì các cuộc đàm phán hòa bình sẽ không bao giờ được thực hiện, đặc biệt là với cá tính quả quyết của Tổng thống Putin. Trong suốt 25 năm tham gia chính trường của mình, dưới áp lực của phương Tây, nhà lãnh đạo Nga Putin vẫn có những quyết định táo bạo bất ngờ, đặc biệt là trong việc chiếm Crimea và tấn công Ukraine. Chắc chắn là giới lãnh đạo NATO biết rõ điều này, cho nên chúng ta có thể hiểu tại sao phương án leo thang của Ukraine đã được phe hiếu chiến phương Tây lựa chọn. Cuộc tấn công Cruz sẽ phá vỡ mọi cơ hội đàm phán hòa bình mà ông Trump từng kỳ vọng sẽ thực hiện nếu đắc cử. Nguồn tin nội bộ của Ukraine cho biết rằng, chính phương Tây đã phê chuẩn kế hoạch tấn công Cruz và các cố vấn quân sự NATO ở Kiev đã lên kế hoạch tổ chức cho lực lượng Ukraine. Người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Đức Markus Faber đã bình luận về việc xe tăng Mander của Đức được Ukraine sử dụng để tiến vào Cruz như sau sau khi đức chuyển giao cho ukraine thì đây là loại vũ khí của ukraine ngoài ra lãnh thổ của cả hai quốc gia đều được coi là các khu vực chiến đấu tuy nhiên kết quả của cuộc phiêu lưu ở krus là hiện giờ nhiều khả năng thì ukraine sẽ đánh mất polkov tạo bàn đạp cho quân đội nga mở ra một đầu cầu mới ở mặt trận phía đông cho phép họ bao vây thêm các vị trí của kẻ thù phóng viên quân sự người đức julian ripker đưa tin quân đội nga đã chiếm được làng sevika cách polkov 15 km theo phóng viên này, thì tốc độ tiến quân của Nga theo hướng Pokop là đạt tới 5 km mỗi tuần. Và hệ thống phòng thủ của Ukraine đang sụp đổ một phần. Hệ quả này cũng là dễ hiểu khi mà Tổng thống Zelensky quyết định tổ chức một cuộc tấn công vào lãnh thổ của Nga, thay vì gửi quân hỗ trợ tới Torres và Pokop, vốn đang gặp nguy hiểm. Đối với Kiev và phe hiếu chiến phương Tây, cuộc tấn công Kursk có tầm quan trọng truyền thông nhiều hơn so với diễn biến trên chiến trường Donbass. Phe này kỳ vọng là một cuộc đột kích sẽ giúp nâng cao tinh thần của người Ukraine, đồng thời làm bẽ mặt và suy yếu quyền lực của Putin đối với người Nga. Bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai, một đội quân nước ngoài dám xâm chiếm nước Nga. Sự thành công của nó sẽ chứng minh với phe hòa đàm rằng không nên lo sợ các làn danh đỏ của Tổng thống Putin và nên cho phép Ukraine tấn công Nga theo bất kỳ một cách nào mà nước này cảm thấy phù hợp. Về phía Nga, cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào khu vực Kursk dù gặp tổn thất và dự báo là sẽ thất bại trong những ngày tới. Nhưng mà giới chuyên gia quân sự vẫn nhận định rằng sự kiện này đã dạy cho Nga năm yếu tố rất quan trọng mà họ nên cân nhắc thực hiện. Thứ nhất, đó là đã đến lúc cần phải phá bỏ tất cả các cây cầu bắc qua sông Dnieper. Cho đến nay thì Nga vẫn còn ngần ngại phá bỏ những cây cầu bắc qua con sông Dnieper này. Nhưng sau sự kiện ở vùng Kursk bị tấn công thì có lẽ đã đến lúc họ cần phải làm như vậy để ngăn chặn dòng vũ khí và thiết bị của phương Tây di chuyển. Việc Nga kiềm chế không phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng của Ukraine cho thấy Điện Kremlin tiếp tục ưu tiên các mục tiêu chính trị hơn là mục tiêu quân sự chẳng hạn như là Moscow luôn luôn không muốn gây ra bất tiện cho dân thưởng Ukraine. Thứ hai, nâng cao khả năng giám sát, trinh sát, tình báo để thu hẹp điểm mù chiến tranh. NATO đã chứng minh là họ có khả năng giám sát, trinh sát và tình báo rất ấn tượng. Họ ngụy trang thành công cho lực lượng ủy nhiệm Ukraine và tình báo Nga cần phải cải thiện tốt hơn để ngăn chặn điều này tái diễn trong tương lai. Thứ ba là xây dựng hệ thống công sự dọc theo biên giới. Với Ukraine thì họ đã ưu tiên xây dựng nhiều khu định cư gần biên giới và khi xảy ra chiến sự, họ có thể biến những khu vực này thành các công sự cho mình. Đối với người Nga thì họ không làm như vậy, nhưng mà họ chắc chắn vẫn sẽ cần có những hệ thống công sự đủ mạnh để ngăn chặn kẻ thù vượt qua biên giới. Thứ tư, đó là xây dựng lực lượng dân quân biên giới. Ông chủ tập đoàn lính đánh thuê tư nhân Wagner Prigozhin trước đây đã từng đề xuất là thành lập một lực lượng dân quân ở biên giới vùng Belgorod. Vụ tấn công Cruz cho thấy ý tưởng này là cần thiết. Nhưng nó cũng có một thực tế rất đáng lo ngại, đó là lực lượng này cũng có thể dễ bị các đặc vụ của Ukraine lợi dụng để cai cắm gián điệp phá hoại nước Nga. Thứ năm, đó là phòng thủ chủ động tốt hơn phòng thủ thụ động. Ngay cả khi hệ thống giám sát, trinh sát, tình báo của Nga chưa hiệu quả, thì lực lượng tấn công Ukraine vẫn sẽ phải đối mặt với khó khăn khi mà họ tràn qua biên giới nếu như Nga có một chính sách phòng thủ chủ động hơn. Tức là họ nên thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công cấp thấp thay vì phòng thủ thụ động, ngồi im và chờ kẻ thù đánh mình. Trong tương lai thì Nga nên cân nhắc đến lợi ích của việc triển khai phòng thủ chủ động trên toàn bộ mặt trận và điều này sẽ khiến cho Ukraine luôn luôn phải ở trong tình trạng cảnh giác và chẳng còn dám nghĩ đến việc tấn công người Nga nữa. Có thể khẳng định rằng chỉ khi đạt được 5 yếu tố thực dụng vừa được liệt kê ở trên thì người Nga mới có thể tránh được các cuộc tấn công không nên xảy ra như thế này. Tại sao Hamas chọn Yahya Sinwar làm lãnh đạo mới? Thế giới hiện đang chờ xem Iran có trả đũa Israel hay không. Nếu như điều đó xảy ra thì đây sẽ là một cuộc tấn công lớn hơn đáng kể so với lần tấn công trước diễn ra vào hồi tháng 4. Tất nhiên, một khi Iran đã ra đòn tấn công thì chúng ta sẽ lại phải theo dõi xem Israel sẽ phải đáp trả như thế nào. Giới quan sát hiểu rằng Iran sẽ không phát động tấn công cho đến khi cuộc họp của tổ chức hợp tác hồi giáo kết thúc. Cuộc họp này gồm có 57 thành viên, nó đã diễn ra tại Riyadh, thủ đô của Ả Rập Xê Út và cũng đã kết thúc vào cuối giờ chiều hôm 7 tháng 8, tức là ngày hôm kia. Sau cuộc họp đó thì quyền ngoại trưởng Iran đã cảnh báo rằng Iran không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện quyền phòng thủ hợp pháp vốn có của mình. Ở một diễn biến khác thì tổng tư lệnh quân đội Iran, Adop Rahim Musavi, dường như cũng ám chỉ rằng quyết định tấn công Israel đã được đưa ra, rằng Israel sẽ sớm nhận được những phản ứng mạnh mẽ và chắc chắn của Iran và điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Dấu hiệu đầu tiên của một kịch bản như vậy đó là Ai Cập đã ban hành hướng dẫn cho các hãng hàng không của nước này tránh không phận của Iran trong vòng 3 giờ vào dạng sáng hôm qua, ngày 8 tháng 8. Hiện giờ thì thời hạn cảnh báo đã hết và có vẻ như đây chỉ là một báo động giả. Nhưng mà có nhiều người hy vọng rằng Iran cuối cùng sẽ quyết định không tấn công Israel nữa. Thậm chí còn có thông tin rằng Tổng thống Iran đã yêu cầu lãnh tụ tối cao Ali Khamenei không tiến hành tấn công trả đũa Israel. Vậy nên chúng ta vẫn có quyền hy vọng là cuộc chiến tranh toàn diện sẽ không nổ ra ở Trung Đông. Nhưng điều đó không có nghĩa là nơi này sẽ giảm nhiệt, bởi việc quyết định của hamas bầu yahya sinwa lên nắm quyền lãnh đạo cho thấy tổ chức này sẵn sàng tăng cường cuộc chiến chống lại israel và thống nhất các cánh quân sự và chính trị của mình hamas hiện có ba cơ sở quyền lực chính một cơ sở đặt tại qatar một cơ sở đặt ở bờ tây và một cơ sở thì đặt ở gaza sinwa là lựa chọn số 1 của hamas vì nhiều lý do ông này là cấp phó của thủ lĩnh chính trị hamas haniye vừa bị ám sát và là người đứng đầu nhánh quân sự hamas ở giải gaza với tư cách là chủ mưu của chiến dịch cơn lũ al asa vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, gây ra cái chết của khoảng 1.200 người Israel và bắt giữ hơn 250 con tin gồm nhiều quốc tịch khác nhau. Việc bổ nhiệm Sinwa có thể được coi là lời thách thức trực tiếp đối với Israel, đồng thời khẳng định Gaza ngày nay là nơi nắm quyền về mọi quyết định của Hamas. Có nghĩa là tổ chức này sẽ có thiên hướng bạo lực hơn là đường lối ngoại giao thực dụng. Hơn nữa, mối quan hệ chặt chẽ giữa Sinwa với lữ đoàn Qassam, cánh quân sự của Hamas cho phép ông này có thể quản lý hiệu quả tất cả các vấn đề chính trị và quân sự của tổ chức. Ngoài ra, mối quan hệ chặt chẽ của ông này với các đồng minh quan trọng trong khu vực, bao gồm có Iran, Hezbollah và trục kháng chiến rộng lớn hơn, đã củng cố vị thế chiến lược của Hamas. Với việc Sinwa được bầu lên, nó đã thu hẹp khoảng cách giữa giới lãnh đạo Hamas ở bên trong và bên ngoài Palestine. Các quyết định quân sự của họ ở giải Gaza từ lâu đã nằm trong tay Sinwa và nhóm của ông ta. Trong khi, giới lãnh đạo chính trị Hamas mà đại diện là ông Ismail Haniyeh có trụ sở đặt tại Qatar thì chịu trách nhiệm về mặt ngoại giao và có quyền lực lớn hơn giới quân sự. Mặc dù tổ chức Hamas đã phân chia ra như vậy để đạt được hiệu quả lớn đối với thế giới, nhưng nó vô hình chung lại tạo ra một số khoảng cách giữa phe ôn hòa và phe cực đoan trong chính nội bộ Hamas. Do đó, bằng cách bầu xin qua lên nắm quyền thì Hamas đã thống nhất được quyền lực lãnh đạo quân sự và chính trị trong tay của người đàn ông này. Đồng thời, gửi đi một thông điệp về sự đoàn kết trong tổ chức Hamas Quyết định thăng chức cho Sinwa cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ các mối quan hệ giữa Hamas với các bên liên quan trong nước và nước ngoài. Rõ ràng là Iran thì tỏ ra rất hài lòng, trong khi Qatar sẽ bị ảnh hưởng bởi hướng đi mới của Hamas. Đất nước này sẽ không còn là nơi trú ngụ của thủ lĩnh một lực lượng bị phần lớn thế giới phương Tây xếp vào loại tổ chức khủng bố. Và bản thân với chính người Palestine, đối thủ chính trị của Hamas ở Palestine hiện tại là Đảng Fatah cũng cần phải theo dõi rất chặt chẽ tình hình. Vậy Việc ông Sinwa đảm nhận chức vụ cao nhất trong tổ chức Hamas có ý nghĩa gì đối với tương lai của các cuộc đàm phán và lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza? Chúng ta cần phải lưu ý rằng, Sinwa đã giám sát các cuộc đàm phán trước đây, quản lý hồ sơ tù nhân Palestine và có hiểu biết rất sâu sắc về xã hội Israel. Ông ta đã trải qua hơn 20 năm bị bắt giam tại các nhà tù của Israel. Ông ta học cả tiếng Do Thái để hiểu rõ hơn về kẻ thù. Giới quan sát nhận định là Sinwa dù có thái độ rất cứng rắn đối với Do Thái, nhưng vẫn có thể duy trì các cuộc đàm phán hiện tại đang diễn ra ở gaza đồng thời sẽ đưa ra nhiều yêu sách hơn đối với phía israel rất có thể là điều này sẽ kéo dài tình huống bế tắc ở gaza hiện tại và nhận định vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo